Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 17 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2021. Tận dụng triệt để thời điểm vàng hiện nay khi tỉnh Quảng Ninh vẫn đang là vùng xanh an toàn, địa bàn ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng toàn tỉnh. Thành phố Cẩm Phả tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có nguồn vốn lớn, phấn đấu ngày 30 tháng 9 giải ngân trên 80% nguồn vốn cấp. Mất an toàn giao thông trên tuyến đường Ba Lan, phường Giếng Đái, thành phố Hạ Long. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và ý kiến tham gia của các cơ quan nội chính tại cuộc họp đều thống nhất cho rằng, 9 tháng năm 2021, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là từ người đứng đầu. Các ngành nội chính có nhiều cố gắng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huy động tối đa lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung lực lượng, biện pháp để bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, 9 tháng qua trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, trong điều kiện chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, các cơ quan nội chính nói chung và mỗi cán bộ công chức, viên chức, ngành nội chính nói riêng, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như là công an, quân sự, biên phòng, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nổi bật là thực hiện khối lượng lớn các công việc liên quan tới công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật được tăng cường, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, nhất là các loại tội phạm hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, buôn lậu, gian lận thương mại giảm sâu, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có chuyển biến rõ nét. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thường xuyên và hiệu quả hơn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài. Những kết quả nổi bật trong công tác nội chính đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân trước đại dịch, giữ được vùng xanh an toàn, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân và từng bước thực hiện thành công mục tiêu kép. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ ngày càng được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cần phải thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế và các nguyên nhân của mỗi hạn chế, nhất là liên quan tới công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết một số vụ việc chưa được chặt chẽ. Về nhiệm vụ quý tư, dự báo đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường và khó kiểm soát. Thời điểm cuối năm luôn tiềm ẩn các vi phạm pháp luật, nhất là với một địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại như Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chỉ giữ được địa bàn an toàn, ổn định thì mới phát triển. Cùng với đó, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững niềm tin trong nhân dân về một Quảng Ninh an toàn, xã hội văn minh, kỷ luật kỷ cương, giữ môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh để thu hút nguồn lực. Để thực hiện mục tiêu đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất. Các lực lượng quân sự, biên phòng, công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong nắm chắc tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, các kế hoạch và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, rà soát việc quản lý nhà nước về đất đai của một số chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất gắn với an ninh kinh tế, tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết kiến nghị chính đáng, kiến nghị bức xúc của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, tạo chuyển biến thực chất hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát từ tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong mỗi cơ quan khối nội chính, gắn kết công tác kiểm tra và thanh tra, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, chủ trì làm việc với Tiểu ban Y tế về tình hình, tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trong thời gian qua, đặc biệt là chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng. Sau khi nghe báo cáo của ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine và các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo có ý kiến như sau. Với tầm nhìn xa và giải pháp căn cơ thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, là trên hết trước hết trước đại dịch COVID-19, nhất là trước biến thể Delta với tốc độ lây nhiễm mạnh hơn, khó dự báo hơn, tỉnh Quảng Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm quyết liệt thực hiện chiến lược 5K cộng vaccine. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh đã chủ động tích cực tiếp cận với các nguồn vaccine từ Trung ương và thông qua kênh đối ngoại để có số lượng vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng diện rộng trên toàn tỉnh. Nhờ thành quả trong kiểm soát phòng chống dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép đã củng cố và tăng cường thêm niềm tin của nhân dân, cùng với sự vào cuộc tích cực, chủ động của hệ thống chính trị toàn tỉnh, ngành y tế. Đến nay, tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, đảm bảo hiệu quả và tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện, nhận được sự đồng thuận ủng hộ đánh giá rất cao của nhân dân trong tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh đang là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước hiện nay. Ban chỉ đạo cấp tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần quyết tâm, nỗ lực rất cao độ của các cấp các ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai đến nay, đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, thường xuyên và hàng ngày của người đứng đầu cấp ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch và chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, từ bước lập kế hoạch cho tới tổ chức tiêm, tinh thần làm việc bền bỉ, kiên cường của lực lượng tuyến đầu gồm y tế, quân sự, biên phòng, công an, sự bền bỉ, nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vượt nắng thắng mưa của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế từ tỉnh đến cơ sở trong suốt thời gian qua, vì bình an hạnh phúc của nhân dân, tranh thủ từng giây từng phút không ngơi nghỉ để tiêm được nhanh nhất, nhiều nhất và an toàn nhất cho nhân dân. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung sau đây. Tận dụng triệt để thời điểm vàng hiện nay khi tỉnh Quảng Ninh vẫn đang là vùng xanh an toàn, địa bàn ổn định phát triển trong trạng thái bình thường mới để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng toàn tỉnh, quyết tâm phấn đấu đến ngày 20 tháng 9 năm 2021, cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân có chỉ định tiêm và là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất trong cả nước về tiêm mũi 1. Tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép năm 2021, giữ vững đà tăng trưởng của tỉnh, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Ngành y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn, đảm bảo các yêu cầu an toàn khi tiêm và sau tiêm, trong đó lưu ý các trường hợp như người trên 65 tuổi, những người có bệnh lý nền theo khuyến cáo của Bộ Y tế và những trường hợp chống chỉ định đối với từng loại vaccine. Đặc biệt lưu ý vấn đề bảo quản vaccine bằng hệ thống dây chuyền lạnh khi vận chuyển và tiến hành tiêm tại các địa bàn. Sau khi hoàn thành tiêm ở mỗi xã phường thị trấn, thì chậm nhất từ 3 cho đến 5 ngày, cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành xong việc nhập dữ liệu vào cổng tiêm chủng quốc gia, đảm bảo dữ liệu sạch, dữ liệu chuẩn dưới sự hướng dẫn của ngành y tế. Phát huy tối đa kinh nghiệm của các địa phương đơn vị đã thực hiện trước là thành phố Hạ Long và ngành than. Các địa phương còn lại gồm Quảng Yên, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái. Khi tiến hành tổ chức tiêm chủng thì phải lựa chọn địa điểm tổ chức tiêm đủ rộng rãi, thoáng mát như là các trường học, nhà thi đấu thể thao. Bố trí quy trình khoa học từ khâu đón tiếp, khám sàng lọc đến tiêm, chờ sau tiêm, xử lý các vấn đề phát sinh sau tiêm nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhân dân tới tiêm và tuân thủ quy trình phòng chống dịch. Trong thời điểm mùa mưa bão, các địa phương, nhất là các khu vực miền đông của tỉnh thì phải tính toán phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia tiêm chủng. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế chủ trì phối hợp với các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi thứ hai trên địa bàn toàn tỉnh ở cả ba cấp là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trên cơ sở bám sát lịch kết thúc tiêm mũi 1 ở từng địa bàn và theo từng loại vaccine để đảm bảo chiến dịch tiêm chủng được tiến hành liên tục. Việc xây dựng kế hoạch phải được tính toán dự phòng trong cả hai tình huống là tình huống địa bàn là vùng xanh an toàn và tình huống xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, thậm chí là lây lan bùng phát, phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác trong cả nước đã thành công nhằm phấn đấu trong quý 4 năm nay hoàn thành việc tiêm nhắc lại mũi 2 cho 100% người dân có chỉ định tiêm, trong đó cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị gạt sang bên lề trong thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, công an, rà soát chính xác đầy đủ dữ liệu các đối tượng cần tiêm, đối tượng đã tiêm qua các đợt khác nhau, các nguồn vaccine khác nhau và đối tượng chưa tiêm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Trong đó cần rà soát thật kỹ trên từng địa bàn, ngoài nhân dân có hộ khẩu thường trú thì phải đặc biệt quan tâm đến các đối tượng tạm trú, công nhân lao động tại các dự án công trình của nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Rà soát các đối tượng là người nước ngoài đang học tập, lao động, làm việc, cư trú trên địa bàn
để thông tin hướng dẫn các đối tượng nắm được và được sớm tiếp cận với việc tiêm vaccine đầy đủ. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì tổng hợp, cập nhật số liệu tiêm chủng đảm bảo chậm nhất là đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 hoàn thành nhập chính xác số liệu toàn tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng phương án tiêm vét, tiêm bổ sung mũi 1 lần cuối tại các địa phương. Tiếp tục tăng cường thông tin truyền thông để nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, phát huy tối đa vai trò là trung tâm, chủ thể chính trong công tác phòng chống dịch. Mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cộng vaccine cộng công nghệ, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, kể cả khi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tích cực ứng dụng đồng bộ nền tảng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, luôn đồng thuận ủng hộ thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục lan tỏa những tấm gương sáng từ cán bộ thôn bản khu phố, các lực lượng chức năng, nhất là nhân viên ngành y tế đã nỗ lực không quản ngày đêm để thực hiện chiến dịch tiêm chủng của tỉnh. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức hình thức khen thưởng, động viên phù hợp sau khi kết thúc tiêm chủng mũi 1, tạo tiền đề khuyến khích để chuẩn bị cho đợt 2. Phân công đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine. Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc triển khai nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, các quy định của pháp luật về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương Móng Cái, Hải Hà và Ba Chẽ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Qua giám sát tại thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương ra soát, hoàn thiện các kịch bản, phương án chi tiết phòng chống dịch, tổ chức diễn tập cho các lực lượng liên quan, đảm bảo tính khả thi, có thể vận dụng ngay nếu phát sinh tình huống trong thực tế. Lưu ý huy động bố trí hợp lý đội ngũ nhân viên y tế và các lực lượng tham gia phòng chống dịch ở tất cả các khâu cách ly, truy vết và điều trị, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng địa phương, duy trì hiệu quả quy trình giám sát, quản lý người và xe vận chuyển hàng hóa đường dài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, an toàn tối đa cho việc lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, không lơ là chủ quan, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền tích cực tham gia phòng chống dịch, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kịp thời, đúng đối tượng. Giám sát tại huyện Ba Chẽ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị địa phương cùng với chủ động đảm bảo điều kiện cơ sở cách ly, cần phải quan tâm dự trù phương án cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân trong điều kiện phải thực hiện giãn cách, phong tỏa, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản. Quan tâm tạo điều kiện làm việc, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chốt phòng chống dịch giáp ranh với các tỉnh lân cận, nhất là tại các đường mòn lối mở, vùng sâu vùng xa. Cùng với các địa phương giữ vững địa bàn tỉnh xanh, an toàn, thực hiện thành công mục tiêu kép năm 2021. Đến thời điểm này, chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn trong tiêm. Tận dụng triệt để thời điểm vàng hiện nay khi mà tỉnh Quảng Ninh vẫn đang là vùng xanh an toàn, địa bàn ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng toàn tỉnh. Tất cả đều vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, là trên hết, trước hết. Hơn 7 giờ, tại điểm tiêm chủng xã Đồng Ngũ, Đông Hải và thị trấn Tiên Yên, mặc dù là thời tiết có mưa, song với sự hướng dẫn nhiệt tình của các đội tình nguyện, người dân được bố trí ngồi theo thứ tự, được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, khám lâm sàng, đo huyết áp. Trong quá trình tiêm, theo dõi sau tiêm, được giám sát chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ và được tư vấn theo dõi chăm sóc sức khỏe tại nhà sau tiêm. Sau khi tiêm được nghỉ ngơi 30 phút theo dõi, cho đến giờ phút này tôi cảm thấy là rất an toàn và yên tâm. Huyện đã chỉ đạo các xã bố trí khung giờ tiêm cho các thôn, khu để đảm bảo cho không xảy ra tình trạng ùn ứ và chất lượng trong quá trình khám sàng lọc và thực hiện công tác tiêm. Tại các địa phương, để đảm bảo công tác tiêm chủng, ngoài các đội tiêm chủng của huyện còn có sự hỗ trợ từ các đơn vị y tế tuyến tỉnh đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Tâm lý của người dân hết sức phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Tuy là tuổi tôi cao nhưng mà khi được nghe đến tiêm chủng COVID này là tôi rất phấn khởi, không có cái gì phải lo lắng cả, để làm sao đảm bảo phòng bệnh cho bản thân mình và cũng như là trong tỉnh Quảng Ninh mình. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái việc tiêm chủng vaccine này nó là một cái điều rất là đáng mừng, cần thiết cho mọi người để chúng ta có thể đi lại và chúng ta làm việc và để cuộc sống được trở lại bình thường. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, trong quá trình tiêm và theo dõi sau tiêm đều được bố trí theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch.
Trong suốt quá trình tiêm cũng như 30 phút sau tiêm, sẽ có y bác sĩ hồi sức cấp cứu theo dõi chặt chẽ các diễn biến sức khỏe cũng như hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày sau tiêm. Có đầy đủ nhân lực, vật lực và để sơ cấp cứu trong suốt quá trình triển khai tiêm chủng từ ngày 15 đến hôm nay thì điểm tiêm Phong Hải chúng tôi cơ bản là không có vấn đề gì xảy ra liên quan đến công tác chuyên môn y tế và tất cả những người đến tiêm đều được an toàn. Hiện đang là thời điểm mưa nhiều, các địa phương, nhất là khu vực miền Đông cũng tính toán phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng tham gia tiêm chủng. Lựa chọn địa điểm tổ chức tiêm đủ rộng rãi, thoáng mát như trường học, bố trí phông bạt che mưa. Lúc đầu thì tâm lý thì là mọi người là cũng lo sợ, nhưng sau đó thì cảm thấy là rất là thoải mái và dễ chịu, và sau khi tiêm thì tôi cảm thấy người bình thường. Tại một số địa phương có đông ngư dân như thị xã Quảng Yên, với trên 2.000 người dân tham gia làm nghề khai thác thủy sản xa bờ, việc tuyên truyền vận động các ngư dân này trở về địa phương thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được triển khai tích cực. Ngay sau khi nhận được thông tin của địa phương, sáng nay nhiều ngư dân đã có mặt rất sớm để tiêm vaccine. Tôi là người dân ở Phong Hải đây, là tôi đánh bắt ở ngoài Cô Tô. Thế nhưng mà được ở phường đây là tức là thông báo để cho toàn dân Phong Hải đây là để về tiêm COVID-19 này. Thế là tôi hôm qua là tối hôm qua tôi chạy từ ở ngoài Cô Tô chạy vào Vân Đồn, là tôi gửi tàu, là sáng nay tôi chạy về thì kịp tiêm vét buổi hôm nay ở Phong Hải. Hiện nay còn gần 200 ngư dân là chưa về được. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và vận động, nếu như mà có lịch tiêm nữa thì chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân là sẽ về để thực hiện tiêm phòng. Tại các địa phương, đến thời điểm này, công tác tiêm chủng vẫn đảm bảo an toàn với sự tham gia tích cực của người dân, quyết tâm hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm. Huy động tổng thể các nguồn lực để tiêm chủng mở rộng, và chúng tôi sẽ đạt được cái mong muốn là miễn dịch cộng đồng để chuyển sang trạng thái bình thường mới, phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thực hiện thành công cái mục tiêu kép về chiến lược phòng chống dịch của quốc gia cũng như cùng tỉnh Quảng Ninh và của thành phố Móng Cái. Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu tới 20 tháng 9 sẽ hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm và phải luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Tất cả vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, là trên hết và trước hết. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Kháng dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ Logistics trong điều kiện phòng chống dịch bệnh do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức. Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các địa phương phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục xây dựng các chính sách về vận tải Logistics nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khó khăn do dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng yếu có vai trò thúc đẩy phát triển và tái cơ cấu vận tải như là cảng hàng không, đường cao tốc, cảng biển, hệ thống trung tâm Logistics, đẩy mạnh việc ưu tiên dành nguồn vaccine cho các đối tượng tham gia vận tải và logistics. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021, thành phố Cẩm Phả đã yêu cầu các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các công trình có nguồn vốn lớn, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 hoàn thành giải ngân trên 80% nguồn vốn cấp. Được triển khai từ cuối năm 2020, công trình đường nối đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả với trung tâm thành phố có tổng mức đầu tư cho hai giai đoạn trên 840 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 450 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách thành phố. Năm 2021, công trình được bố trí tổng vốn 236 tỷ đồng, hết tháng 8 đã giải ngân 113 tỷ đồng và công trình đã đạt trên 40% khối lượng công việc. Nhiều hạng mục đang được hoàn thiện hồ sơ khối lượng thi công để giải ngân trong tháng 9. Liên danh đơn vị nhà thầu hiện cũng đang tập trung thi công hoàn thiện các cầu trên tuyến và đắp nền đường, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021 để đồng bộ với tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả giai đoạn 1 do tỉnh đầu tư. Qua đó, hoàn thiện kết nối hạ tầng đô thị khu vực phía biển của thành phố Cẩm Phả và hình thành tuyến đường bao biển ven vịnh Bái Tử Long. Hiện tại đơn vị thi công đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, vật tư và con người, hoạt động 2K và có những thời điểm hoạt động đến 3K nếu như thời tiết và con nước thuận lợi để đảm bảo cái mục tiêu tiến độ do thành phố đề ra. Năm 2021, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình thành phố Cẩm Phả được giao tổng nguồn vốn trên 734 tỷ đồng để triển khai thực hiện trên 60 dự án, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 123 tỷ đồng,
còn lại là nguồn ngân sách thành phố. Đến thời điểm hiện tại, việc giải ngân mới đạt 42%, trong đó giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt trên 82%, nguồn ngân sách thành phố mới đạt 33%. Riêng 12 dự án khởi công mới năm 2021 sẽ tổ chức thi công trong cuối tháng 9. Ban quản lý dự án đầu tư đó tập trung đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu, nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết thuận lợi, thứ hai là tập trung hoàn thiện những hồ sơ nghiệm thu khối lượng đối với những khối lượng đã hoàn thành tại công trường. Thứ ba là đối với những các dự án khởi công mới thì tập trung thì hoàn thiện cái thủ tục đầu tư, đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ giải ngân, thì phấn đấu và cam kết đến ngày 30 tháng 9 thì giải ngân kế hoạch vốn đối với nguồn ngân sách tỉnh là 100%, đối với nguồn ngân sách thành phố là đạt 80%. Cùng với việc triển khai thi công các dự án khởi công mới năm 2021, đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình, thành phố Cẩm Phả cũng đang tập trung thu các nguồn thu ngân sách nhà nước phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo nguồn lực để giải ngân theo đúng tiến độ công trình và kế hoạch vốn đã được phân bổ cho các dự án. Tôm thẻ chân trắng là một trong ba đối tượng chủ lực của lĩnh vực thủy sản đã được xác định rõ để tập trung tăng giá trị của ngành nông nghiệp từ nay cho đến cuối năm. Các địa phương có thế mạnh nuôi tôm cũng đang khuyến khích các hộ gia tăng nuôi tôm thẻ chân trắng vụ ba. Hải Hà là huyện có tiềm năng về nuôi tôm thẻ chân trắng. Đóng góp của con tôm chiếm đến 40% giá trị của ngành nông nghiệp địa phương. Thực hiện mục tiêu điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm, giải pháp được ngành nông nghiệp huyện Hải Hà tập trung đó là khuyến khích các hộ nuôi, doanh nghiệp có điều kiện nuôi trong nhà bạc, nuôi trong ao nổi và áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao để kiểm soát dịch bệnh. Toàn bộ là nhà bạc hết. Đấy là từ đó năm đến giờ nó nuôi được hai lứa rồi, bây giờ là đương vào lứa thứ ba. Đấy, nói chung là tất cả là về nước nuôi các thứ là mình chủ động được. Đấy mà nó không rủi ro. Theo kế hoạch năm 2021, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp huyện Hải Hà đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó thủy sản chiếm 47%. Việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng vụ 3 có ý nghĩa rất quan trọng để gia tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp địa phương nói riêng và cả tỉnh nói chung trong năm nay. Chúng tôi đang khuyến khích người dân, đặc biệt là những cái hộ mà có diện tích nuôi trồng lớn là sẽ tích cực để nuôi tôm theo cái mô hình công nghệ cao. Năm 2021, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh là 4.300 hectare, trong đó diện tích nuôi tôm vụ 3 được ngành nông nghiệp xây dựng là 500 hectare, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 2.400 tấn. Con số này được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng của lĩnh vực thủy sản quý tư. Đẩy mạnh nuôi tôm thẻ chân trắng vụ 3 góp phần vào cái sản lượng của ngành thủy sản đạt khoảng gần 20.000 tấn trong năm 2021. Trong đó thì tôm thẻ chân trắng chiếm 2/3 cái sản lượng. Chúng tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với các địa phương để hướng dẫn các kỹ thuật cho bà con, đặc biệt là cái khâu chọn giống. Trọng tâm lĩnh vực thủy sản từ nay đến cuối năm, cùng với các đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh như cá biển, nhuyễn thể, việc điều chỉnh và khuyến khích nuôi tôm thẻ chân trắng vụ 3 có đóng góp rất quan trọng đến gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng toàn ngành từ 3,5% tăng lên 4,21% trong năm 2021. Đã gần 2 năm nay, việc thi công chỉnh trang đường Ba Lan ở phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long vẫn chưa xong. Vật liệu xây dựng, đất đá, hố công trình ngổn ngang đã khiến cho việc đi lại của người dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là đây lại là khu vực trường học tập trung đông học sinh. Dự án cải tạo chỉnh trang đường Ba Lan, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long có độ dài khoảng gần 1 km, từ khu vực ngã ba Ba Lan đến nhà máy đóng tàu Hạ Long. Khu vực này có hai trường học là trường tiểu học Lý Thường Kiệt cơ sở 2 và trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng với khoảng hơn 2.000 học sinh, cùng hàng nghìn công nhân lao động của nhà máy đóng tàu Hạ Long và đông dân cư sinh sống. Trong quá trình thi công, toàn bộ hai bên đường đã bị đào xới, tạo thành những hố lớn nằm sát nhà dân và trước khu vực cổng trường học. Vào giờ cao điểm, khu vực này thường bị tắc đường và học sinh đi lại rất nguy hiểm khi phải tránh các hố sâu để đi xuống lòng đường. Cháu rất sợ tại vì ở hai bên đường có rất nhiều hố sâu ấy ạ. Xong rồi cháu đi, xong rồi cháu ngày nắng thì cháu thấy rõ nhưng mà ngày mưa thì nó bị che, xong rồi đi cháu có lần cháu suýt bị ngã. Nước mưa to hôm ngày 14 là ngập,
Thế có một cháu học sinh gái lớp 4, nhà ở dưới khu A, cũng ở phường Dính Đáy này. Thế là cháu tút xuống đây, mà máy sao là tôi mở cửa ra tôi nhìn thấy cháu, tôi kéo cháu lên. Theo tôi thì cái đoạn đường này cũng đã được thi công rất là lâu rồi, thời gian rất là lâu. Đấy, và từ cuối kỳ 2 của năm học trước thì cũng đã xảy ra rất là nhiều bất cập. Đường thì hẹp, mà công trình thi công thì dang dở rất nhiều chỗ, những vị trí này dây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đấy, và đặc biệt là với học sinh, mà đặc biệt học sinh của nhà trường thì khu vực cũng lân cận ở đây nên các cháu hầu như là đi bộ tới trường, không có bố mẹ đưa đón. Chính vì thế rất là nguy hiểm. Được biết, tình trạng này đã xảy ra gần 2 năm nay. Công ty cổ phần thương mại Phúc Thành, Hạ Long, Quảng Ninh là đơn vị thi công, không có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại, hoặc có thì cũng không phát huy tác dụng. Người dân và chính quyền phường Giếng Đáy đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long và đơn vị thi công nhưng chưa được khắc phục. Trên tuyến đường này ấy, là hàng ngày hàng nghìn người đi lại trên đường này, mà trong lúc vật liệu đổ ngổn ngang, lòng đường nó chỉ còn mấy mét. Đây nếu tính đằng kia nó chỉ còn 4-5 mét thôi. Bây giờ ấy, đề nghị là thứ nhất là phải cho phương tiện gạt đủ cái diện tích phía ngang của đường, ít ra phải bảo đảm 7 mét cũ trước đây để cho con người lưu thông được hai chiều. Cái thứ hai, những cái hố đã đào rồi thì phải có rào chắn đấy để bảo đảm an toàn. Mới đây trong buổi kiểm tra hiện trường dự án, lãnh đạo thành phố Hạ Long đã yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long làm việc với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2021. Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Chiều nay, Sở Tư pháp tổ chức chương trình tọa đàm luật sư với doanh nghiệp. Thông qua việc trao đổi ý kiến thẳng thắn cởi mở tại buổi tọa đàm, nhiều vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp đã được tháo gỡ, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua tọa đàm đã đưa ra nhiều giải pháp để luật sư và doanh nghiệp có thể gắn kết đồng hành trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó tạo thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo tiền đề quan trọng cho thị trường dịch vụ pháp lý và từng bước nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát và đề xuất chính sách thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trên các lĩnh vực. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.